Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã ôn tập xong cho các em ở cái phần toán rồi đúng không nào? Toán đại cơ bản đã xong, toán hình thì các em chịu khó vào trong clip móc góc hình để chúng ta xem lại các cái phần công thức và chúng ta tham khảo các cái đề thi học kỳ 2 và thi tuyển sinh của một số năm trước, năm 1 đến 2 năm trước thì thầy đã quay tới rất là nhiều đề tuyển sinh ở trong kênh của thầy, từ đề Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác nữa các em nha. Chúng ta vào đó chúng ta xem. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em các cái đề tuyển sinh cũng liên quan tới các tỉnh ha. Thì trong kênh này, trong cái đề này thì thầy sẽ quay ở tỉnh Phú Yên em nha, ở tỉnh Phú Yên. Như vậy thì cái đề này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm là chiếm 3 điểm. Thầy cũng sẽ quay cho các em toàn bộ cái đề này để chúng ta có thể tự làm trước. Nhớ là bấm dừng video lại nha. Bấm dừng video lại, sau đó chúng ta sẽ tiến hành làm. Ta nhìn lại từ câu số 1 cho tới câu số 5. Đề này đề tuyển sinh đó, để thi vào 10 nha. Đề tuyển sinh thì chắc chắn nó sẽ khó hơn cái đề của học kỳ 2 em. Chắc chắn là như vậy. Cái khả năng phân loại nó rất là cao. Đó, thầy quay rất chậm để chúng ta có thể bấm dừng video và chúng ta có thể làm nha. Bấm dừng video, chúng ta ghi chép một cách đầy đủ chi tiết cái đề, vừa ghi câu nhủ câu 1 các em làm luôn và các em chọn luôn nha. Được không nào? Ok, 6 7 8 này. Thầy sẽ cố gắng quay các tỉnh nhưng mà không thể nào quay hết được đâu các em. Thầy chọn một số tỉnh đại diện để mà thầy quay thôi. Chưa nhờ quay hết thì 63 tỉnh thành thì thôi, bó tay, không kịp thời gian đâu các em. Thầy cũng phải đi dạy trên trường nữa. Đề cũng mang tính chất là tham khảo những cái dạng chúng ta cần ôn. Nó thường rơi vào những dạng nào thì chúng ta chú ý cái mặt kiến thức đề ra các em nha. Thì gần như nó cũng ra bao trọn hết tất cả những cái gì mà chúng ta được học từ đầu kỳ 2 tới giờ. Đặc biệt là thứ nhất là về hình học là chúng ta phải nhớ về đường tròn này. Đường tròn là gần như chắc chắn 100% là ra rồi đó. Thứ hai đó chính là cái phần lượng giác. Còn về phần đại số thì VF này, giải bài toán một cách lập hệ phương trình này, đồ thị này, một số kiến thức hay là rút gọn biểu thức. Thấy rõ nè, rất rõ phải không? 10, 11, 12 này, trắc nghiệm này, tự luận các em. Còn câu 16 nữa các em. Ta bấm dừng video lại để các em chép nha. Câu 16 nữa các em. Rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta quay lại làm thầy ở cái câu ở phần trắc nghiệm nha. Phần trắc nghiệm thầy sẽ giải một cách chi tiết để chúng ta xem thử là tại sao chúng ta chọn đáp án đó các em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sang phần trắc nghiệm câu số 1. Ta đã tự làm thế nào? Nhớ phải tự làm trước rồi mình xem clip giải chi tiết của thầy nha, chứ chúng ta đừng xem trước. Nếu xem trước thì chúng ta không động não thì chúng ta sẽ không tiến bộ và không có kết quả cao ở trong kỳ thi tuyển sinh đâu các em. Chúng ta nhớ là phải giải trước nha. Rồi ta đi sang câu số 1. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức. Ở đây là căn bậc 2 của 10 trên căn 2 của 10 cộng 3. Thì ở đây nó có cái dạng là gì các em? Ở đây nó có cái dạng là ở dưới mẫu này các em chú ý mẫu là đây nó có dạng là căn bậc 2 của A cộng B. Thì chúng ta phải nhân cả tử với mẫu. Với lại gì? Căn bậc 2 của A trừ B. Cái này là công thức rồi nè. Đúng không? Nếu mà chúng ta nó có dạng này thì chúng ta nhân anh này, mà anh này thì nhân anh này. Tại vì cái này đã chính là hàng đẳng thức số mấy? Đây chính là hàng đẳng thức số 3. Đúng không? Khi đó chúng ta viết về trở thành là A trừ B bình phương này. Đó.
Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với gì? Nhân ở đây là căn bậc 2 của 10 cộng 3 thì chúng ta sẽ nhân với căn bậc 2 của 10 trừ 3, thì ở tử chúng ta sẽ nhân căn bậc 2 của 10 trừ 3, ở mẫu nhân bao nhiêu thì ở tử nhân bấy nhiêu, có đúng chưa nào? Như vậy thì ở mẫu nè, ở mẫu thì chúng ta thấy là ta đưa về cái dạng này là trở thành là 10 trừ mấy, 10 trừ ở đây cho 9 đúng không? Đúng không? A này căn bậc 2 của 10 nhân căn căn bậc 2 của 10 bình phương thì ra được số 10, trừ cho 3 mũ 2, 3 mũ 2 bằng 9. Ở trên tử này người ta nhân vô căn bậc 2 của 10 nhân căn bậc 2 của 10 là bằng 10 trừ cho 3 căn bậc 2 của 10. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì các em? Nếu như mà để đừng có nhân á thì ra được là căn bậc 2 của 10 nhân căn bậc 2 của 10 trừ 3, tại vì cái này là bằng số mấy? Đây là bằng 1. Tại vì chúng ta lấy tử chia. Như vậy ở đây chúng ta ra đáp án đây là gì? Đây câu A này. Thấy không? Nó đúng rồi này. Tại vì ở chỗ đây thầy nhân vô. Nhưng mà nếu nhân vô thì em đối chiếu kết quả này không đúng với đáp án. Nên là các em để nguyên này, đừng có nhân thì ra đúng là đáp án A này. Được chưa? Đó. Ở dưới này là số 1, 10 trừ 9 là bằng 1 rồi. Như vậy ở chúng ta chỉ còn tử thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Câu nào dễ thì thầy làm nhanh, câu khó làm chậm. Đẳng thức nào sau đây đúng? Căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3 bằng căn 2 của 8 là chắc chắn sai rồi. Cái này càng sai nữa. Đây. Căn bậc 2 của A nhân căn 2 của B thì chúng ta lồng vô một căn trở thành A nhân B thì nó sẽ đúng với đẳng thức này. 5 nhân 3 là bằng 15 này, câu này đúng này. Nếu mà ở đây á, cái câu D á, căn 2 của 5 chia căn 2 của 3 thì lồng vô thì nó chỉ là 5 phần 3 các em. Như vậy ở đây nó thiếu dấu căn chứng tỏ là câu D này cũng sai. Đó nè. Rồi. Ta sẽ đi sang ở câu số 3. Câu số 3 nha. Cái đường thẳng y bằng ax cộng 2 đi qua cái điểm này có hệ số góc a bằng. Có hệ số góc a bằng bao nhiêu thì chúng ta chỗ nào có x chúng ta thế. Ta ghi là thế x bằng âm 2 y bằng 4 vào cái phương trình này này. Như vậy y này chúng ta thế bằng số mấy? Bằng số 4. X ta thế bằng âm 2, chứng tỏ âm 2a cộng 2. Chuyển vế, chuyển số 2 này qua bên đây đổi dấu. Đúng không? Như vậy đây là 2 âm 2a, chứng tỏ từ đây chúng ta suy ra a này 2 chia âm 2 là bằng âm 1. Như vậy a ta bằng âm 1 nha. Đây, câu B. Dễ hiểu không nào? Đó. Vậy thôi. Các em thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu thì cho thầy một đăng ký, một like và một comment. Xem thử chất lượng video của thầy nó tốt hay không nha. Lời nói rồi âm thanh ánh sáng, xem thử nó có nét và chất lượng hay không thì các em comment giùm thầy một cái nha. Để thầy biết. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cái đó cũng chính là động lực để mà thầy tiếp tục ra video để chúng ta xem, để chúng ta làm nhiều đề càng tốt em nha. Kỳ thi này rất là quan trọng đối với cuộc đời của các em nên chúng ta cố gắng hết sức nha. Ta đi sang câu số 4. Câu số 4 em. Gì đây? Tìm MN biết hệ phương trình có nghiệm duy nhất 2 với 1. 2 với 1 nghĩa là chỗ nào có x thì người ta thế bởi số mấy? Số 2 và y ta đây bằng 1. Thế vào chỗ nào? X thế vào chỗ này, y thế chỗ này. Chỗ này. Như vậy khi đó cái hệ này nó theo cái hai cái ẩn đó chính là MN. Như vậy x đây ta thì thế bởi là 2m trừ 1 vô đây nghĩa là trừ n bằng 3. X ở đây sẽ là 2 gì? 2n cộng 1m bằng 4. Bây giờ để như đây mà chúng ta giải á, hoặc là bấm máy tính ấy, thì rất là khó. Chúng ta phải đưa m thành với m tương ứng. Ở đây chúng ta viết lại 2m trừ n bằng 3 thì chỗ đây m chúng ta chuyển vị trí ở đây cộng 2n bằng 4. Rồi bây giờ chúng ta bấm máy tính chúng ta giải nha. Tại vì vậy trắc nghiệm thì chúng ta nên bấm máy tính cho nó nhanh. Ta bấm menu gì? Bấm menu chính. Một là hệ phương trình, ta chọn là số 1. Chọn là số 2. Bây giờ chúng ta nhập hệ số này. 2 trừ 1. 2 trừ 1 3 đúng không? 2 này. Trừ 1 này, bấm cho bằng nha. 3.
Bạn nào không biết cách bấm máy tính hệ phương trình cũng như phương trình thì các em vào ở trong chuỗi clip hướng dẫn cách bấm máy tính của thầy để mà chúng ta làm nha nha. Tiếp tục ở đây là gì? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Như vậy em x ở đây là tương ứng với m. X là nghĩa là tương ứng với m. Như vậy m ra bằng 2 này. Và n là bằng 1. M bằng 2. Và n bằng 1. Đây. Được chưa? Đó. Các em hiểu không? Đó. Ok. Ta bấm menu 1 lại. Như vậy m bằng 2, n bằng 1. Đây, câu D. Được không? Ok. Ta đi sang câu số 5. Câu này câu cơ bản. Cơ bản thì cơ bản, nhưng mà chúng ta không có kiến thức cơ bản tốt thì chúng ta không thể nào giải được những cái bài này. Đúng không? Câu số 5 này. Tìm tất cả các giá trị của tham số M để phương trình x mũ 2 trừ 2 x cộng m có nghiệm. Chúng ta phải đọc cho kỹ đề rồi chúng ta mới làm. Có nghiệm nghĩa là gì? Có nghiệm nghĩa là nó có khả năng là có hai nghiệm phân biệt hoặc là có nghiệm kép. Chứng tỏ cái điều kiện có nghiệm của chúng ta ở đây á, nếu mà chính xác á, là nó phải là a khác không, và delta ở đây là cái hệ số b chúng ta là hệ số b chúng ta là chẵn là 2, 4, 6 thì chúng ta tính delta phẩy. Thì delta phẩy này nó phải lớn bằng 0. Được không? Lớn bằng 0. Tại vì nó có khả năng là có nghiệm kép hoặc là hai nghiệm phân biệt. Chứng tỏ ở đây mà hệ số A chúng ta đây là 1, chứng tỏ khác 0 rồi. Chứng tỏ chúng ta đi tìm delta phẩy lớn bằng 0 nữa là xong. Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương. Ở đây là trừ 1 bình phương trừ gì em? B phẩy bình phương này trừ AC. Ở đây là hệ số A chúng ta là 1, C ở đây là M lớn bằng 0, đúng chưa? Nhưng mà tương đương ở đây là gì? 1 trừ M lớn bằng 0. Chứng tỏ chúng ta chuyển M qua đây thì M nó sẽ nhỏ hơn bằng M nhỏ hơn bằng 1. Được không? Đây, đây chính là cái điều kiện của chúng ta. Đây, câu A này. Hiểu nhỉ em? Hiểu đúng không? Rồi, tiếp tục. Ta đi sang câu số 6. Chi tiết như vậy thôi. Còn bạn nào mà có khả năng làm nhanh thì có thể tua qua nha. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị? Không thuộc đồ thị em nhé. Không thuộc đồ thị mà sao? Có cái hình này. Cái hình là chắc là của cái câu số 7. Đúng không? Câu số 6 là đây. Không thuộc đồ thị thì bây giờ chúng ta sẽ thế. Ví dụ chúng ta muốn kiểm tra đáp án A 1/2 đúng không? Thì cái này nghĩa là x bằng 1 này và y ta bằng 1/2. Thì cái y này là cái để đối chứng nè. Bây giờ chúng ta sẽ thay x vào. Thay x vào đây. Nếu như nghĩa là chúng ta thay x vào đây, x bằng 1 vào đây, nếu như chúng ta tính ra y bằng 2, thành lỗi y bằng 1/2 thì điểm A này thuộc. Thuộc thì chúng ta chọn không? Không chọn, tại vì đây là không thuộc mà. Các em hiểu nào? Ví dụ ở đây chúng ta thay y sẽ bằng 1/2. Ở đây x bình phương nghĩa là chúng ta thay vào y 1 bình phương. Như vậy bằng 1/2. Chứng tỏ là nó giống với cái thằng này này. Hai này giống nhau. Chứng tỏ từ đây chúng ta suy ra A này là thuộc y này. Chứng tỏ chúng ta có chọn không? Không chọn. Ta hiểu không? Ok. Hiểu chưa? Tương tự như vậy. Chúng ta thì thay điểm B vào. Như vậy x chúng ta 1/2. Thế vào đây. 1/2 thì y này sẽ bằng là 1/2 nhân ở đây 1/2 bình phương thì bằng 1/2 nhân 1/4 là bằng 1/8. Y bằng 1/8 mà trong khi đó y chúng ta ở đây là bằng mấy? Bằng 1. Chứng tỏ cái này là khác 1 này. Khác 1 thì chứng tỏ cái này không thuộc, chứng tỏ câu B này. Tương tự như vậy ở đây thế vào C thuộc này. 4 chia 2 bằng 2, D thuộc. A thuộc, C thuộc và D thuộc, B này không thuộc. Cái cách kiểm tra thuộc và không thuộc của một điểm đối với đồ thị hàm số là như vậy. Được chưa nào?
chúng ta thế x vào và y là cái để đối chứng. Nếu nó giống thì nó thuộc, mà không giống thì nó không thuộc. Cái phương pháp làm của chúng ta là như vậy. Nghĩa là mọi cái thì nó phải có phương pháp, chứ không có không có phương pháp thì cũng không được. Đấy, thế nào? Đấy. Ok chưa? Rồi. Vậy thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp ở câu số 7. Clip này thầy sẽ cố gắng giải cho xong ở cái phần trắc nghiệm luôn nha. Mặc dù nó hơi dài nhưng mà chúng ta nó nằm gọn ở trong một clip thì chúng ta cũng sẽ dễ học hơn. Ta đi sang câu số 7 này. Một cái thang dài 5m. Dài 5m. Đặt mặt đất một góc 60 độ ở hình 1. Hình 1 đây, góc 60 độ này, thang này, tường này dài 5m, chứng tỏ cạnh này là 5m này. Được nè. Như vậy thì vậy trong thang, cái trong thang đây cách tường bao nhiêu mét, trong thang cách tường, tường đây, chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải tính cái gì? Ở đây chúng ta đặt đây là x. Chúng ta cần phải tính. Chúng ta có thể ký hiệu ABCD vô cũng được. Như vậy chỗ này là vuông ở đây. Như vậy ở đây chúng ta nhớ này, góc ở đây thì cạnh, cạnh này sẽ là cạnh gì? Góc ở chỗ này thì đây sẽ là cạnh đối này. Cạnh tường này là biểu thị cạnh đối này. Góc vuông ở đây thì đây x này chính là cạnh huyền. Mặt đất này chính là cạnh kề. Cạnh kề. Thầy ghi để cho thầy nói cos sin tan cotan để chúng ta hiểu đúng không? Bây giờ để tính huyền. Khi mà tính huyền liên quan tới cạnh huyền thì chắc chắn nó phải sử dụng sin hoặc cos, chứ không thể nào tan cotan được. Ha. Sin thì bằng gì? Đối chi huyền. Cos thì bằng kề chi huyền. Như vậy ở đây á, cái độ dài ta nằm ở mặt cạnh kề, mà tính cạnh huyền và biết góc thì chắc chắn ta phải sử dụng gì? Phải sử dụng cos. Cos. Cos của góc 60 độ sẽ bằng kề chi huyền. Kề ở đây là gì? Mặt đất. Đây, kề này. Kề chi huyền. Như vậy kề đây chúng ta tương ứng ở đây chính là 5m. Huyền ta là cái còn cái gì em? Cái trong thang là cách tường là bao nhiêu, là nên thầy gọi đây chính là x. Đúng không? Ồ, hình như thầy bị nhầm, đặt dữ kiện nó bị sai. Một cái thang dài 5m thì chứng tỏ, thầy lỗi, cái thang là đây mà. Đây là 5m nè. Thầy xin lỗi, đây 5m chứ, đây là x chứ. Đúng không em? Đúng không? Đây phải là x chứ. Mặt đất nghĩa là tính cái trong thang, trong thang là đây cho tới tường là tính cái này, là tính mặt đất này, tính cái này. Hay sợ. Như vậy thì cái này chúng ta phải ghi ngược lại, nó sẽ là x phần 5 nha. Đúng rồi. Thầy nói tự nhiên thầy nhìn lại có vị sai. Một cái thang dài 5m. Đây cái thang là dài 5m là cái này này. Đây là cái thang dài 5m là cạnh huyền này. Cạnh kề ở đây là cái trong thang này, cách tường này, là chúng ta cần phải tính cái này, x ở đây. Như vậy từ đây chúng ta suy ra x nó sẽ bằng là gì? 5 nhân cho cos của 60 độ nhân chéo này, đúng không? Sẽ bằng 5. Cos 60 độ thì bằng bao nhiêu? Bằng 1/2. Như vậy thì này sẽ bằng 5/2. 5/2 mét, nghĩa là bằng 2,5 ạ. Đây, câu A này. Được nè. Hiểu không? Cos 60 độ thì chúng ta có thể bấm lên trên đây. Đấy, cos này. 60 độ, độ đây 1/2 thế chứ nè, nhân lên cho 5 này, 2,5. Ok. Ta sang câu số 8 nha. Cho cái tam giác ABC vuông tại A. Đây ABC vuông tại A này. Cái đường cao AH, trung tuyến AM, trung tuyến là M chính là trung điểm đúng không? Biết AH bằng 2, BH bằng 1, khẳng định sau đây là sai. Nó nằm ở phía bên đây nha. AC bằng 2 căn 2 của 5, AB, AM, CH. Như vậy chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải tính các cái đại lượng này là khá là nhiều ha.
Bây giờ ở đây ta để ý ACABAMCH nha. Bây giờ ta quay lại ở hình này. Đầu tiên cái mà chúng ta cần phải tính đó chính là cái gì nè. Ở đây chúng ta tính được mà nhanh nhất á, đó chính là gì? Đó chính là AB. Ta tính thầy cần AB này trước. Tại vì tam giác AHB, AHB vuông tại H thấy không? Thế tam giác AHB vuông tại H này theo Pythagore, theo định lý Pythagore ta có, thì ta có gì? Bình phương cạnh huyền. Như vậy thì vuông tại H thì AB này chính là cạnh huyền. Như vậy AB bình phương nó sẽ bằng là gì? AH bình phương cộng cho BH bình phương. Như vậy thì ở đây nó ra được là gì? 2 bình phương cộng 1 bình phương là bằng 5 đúng không? Như vậy từ đây ta suy ra AB ta bằng căn bậc 2 của 5. Rồi bây giờ đối chiếu AB trước. Nếu AB mà giống á thì nó đúng thì chúng ta loại. Tại vì người ta chọn sai mà, đúng không? Khẳng định sai này. Nếu nó khác thì chúng ta chọn AB. Đây, AB bằng 5. Mà cái anh AB ở đây chúng ta tính bằng căn 2 của 5, chứng tỏ là cái đáp án A, đáp án C và đáp án D là đúng này. Ba thằng này nếu các em tính ra thì rất là dễ. Ta sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông hoặc là định lý Pythagore ha, thì chúng ta tính ra những cái, hoặc là ví dụ chúng ta sử dụng cái đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, ví dụ thế, thì những cái định lý tính chất đó chúng ta phải nắm. Trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, chứng tỏ là cái cạnh huyền chúng ta là bằng mấy? Bằng 5 thì chứng tỏ là AM là bằng 5/2 là đúng thôi này. CH bằng 4, AC bằng 2, 2 căn 2 của 5 là đúng. Chỉ có anh AB này là bằng 5. Đây là ta tính ra căn 2 của 5 thì chứng tỏ cái thằng này sai này. Ta chọn câu B. Ta đi sang câu số 9 nha. Câu số 9. Đáng lẽ thầy chia thành 2 clip để thầy quay, nhưng mà thầy sợ các em lại bảo thầy sao không quay hết, nên thầy sẽ quay nên là nó tầm phải trên 30 phút. Chúng ta cố gắng nha. Ta đi sang câu số 9 nha em. Cho tam giác nhọn ABC, cái hình nó nằm phía bên kia các em. Hình 3 nằm kia hơn, tí nữa quay lại. Nó có cái hình ở bên đây thì nó dễ hơn, nhưng cái hình nằm bên kia thì nó hơi phức tạp hơn một xíu đúng không? Có các đường cao BD, CE, O là trung điểm của BC, hình 3 khẳng định nào là sai. Sai thì chứng tỏ trong này nó có một đáp án sai và ba đáp án đúng. OD bằng OE, DE nhỏ hơn BC, AB cộng AC lớn hơn BC. Đây là người ta sử dụng bất công thức trong tam giác này. AO bằng 1/2 BC. Như vậy thì ở đây chúng ta xem thế nào. Quay lại ở cái hình này. Hình 3 này các em này. Như vậy thì ở đây các em nhìn này. Nhìn này ở hình 3 này. Thầy sẽ chứng minh xem thử là cái khẳng định nào đúng trước, rồi chúng ta loại những cái thằng đúng này ra, còn cái thằng sai. Cứ đúng nè. Bây giờ chúng ta sẽ xét thầy tứ giác này BEDC. Thấy tứ giác BEDC không nè? Chúng ta có góc E đây bằng 90 độ, góc D bằng 90 độ. Có đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì hai góc này bằng nhau. Ok. Như vậy chúng ta suy ra cái tam giác BEC nó vuông tại đâu? Vuông tại E. Và tam giác BDC vuông tại D. Như vậy hai cái góc vuông này nó sẽ nhìn cái gì? Cái cạnh BC này, nghĩa là dưới một gì? Dưới một góc vuông. Chứng tỏ là cái tứ giác BEDC này này, BEDC này nội tiếp đường tròn và cái BC này chính là đường kính. Có đúng chưa? Chứng tỏ mà M của chúng ta, cái điểm O này là trung điểm của BC. Cái điểm O này trung điểm BC, chứng tỏ là gì các em? O gì? OE sẽ bằng với OD. OE bằng OD, xem thử nào. Bên đây nó người ta cho là đây, OE bằng OD, chứng tỏ câu này đúng hay sai? Đúng. Chúng ta đã chứng minh được OE bằng OD. Tại vì cái tứ giác BEDC này là nội tiếp đường tròn đường kính gì? Đường kính BC. Khi đó O này chính là bán kính, như vậy OE sẽ bằng với OD.
Đáp án A đúng. Chứng tỏ ông ta loại đáp án A ra. Mọi người có hiểu không? Có hiểu không nào? Mặt khác, cái tứ giác BEDC này cũng nội tiếp đường tròn. Nên ta suy ra được cái gì? Ta suy ra chắc chắn đường kính sẽ là đường lớn nhất. Đường kính sẽ là lớn nhất, chứng tỏ đường kính BC này nó sẽ lớn hơn DE. Đúng không? BC sẽ lớn hơn DE. BC sẽ lớn hơn DE thì chứng tỏ là câu B này cũng đúng này. Khẳng định B, A này đúng và B này cũng đúng. Chứng tỏ còn C với D đúng không? C với D, ta xem lại tiếp này. Giờ bắt buộc phải lặp qua lặp lại thôi chứ các em. Ta có là cái gì nè? Trong cái tam giác ABC theo mức định thức trong tam giác ta được học ở lớp 7 thì tổng độ dài của hai cạnh luôn luôn lớn hơn độ dài của cạnh thứ ba. Còn hiệu thì nó sẽ nhỏ hơn cạnh thứ ba, hiệu nghĩa là phép trừ. Như vậy ở đây tổng thì chúng ta thấy là cạnh AB cộng cạnh AC thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn cạnh cạnh BC. Như vậy cái khẳng định nào? Cái khẳng định nào đúng tiếp em? Khẳng định C này đúng. Chứng tỏ là gì? Ở câu số 9 này này, thầy đã chứng minh được cái tứ giác BEDC là nội tiếp đường tròn thì thầy suy ra khẳng định A và khẳng định B này là đúng này. Đây là đường kính, đây là dây này. Đây là cùng bán kính đúng này. Đây là sử dụng bất định thức trong tam giác đúng này. Chứng tỏ cái câu D này là sai này. Thì thầy đã sử dụng phương pháp loại trừ rồi, ba thằng này đúng thì chứng tỏ thằng này sai. Được chưa? Hiểu không? Ok. Rồi, ta sẽ đi sang câu số 10. Câu số 10. Câu số 10 thì có hình vẽ này thì khỏe nào đúng không? Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 1 cm. Đây. Thì em thấy người ta vẽ OA là 1 cm, chứng tỏ OB này 1 cm ha. Cung AB bằng 60 độ. Cung AB bằng 60 độ. Đây. Cái góc nội tiếp thì cái góc nội tiếp thì bằng cái cung số đo cung. Tiếp tuyến tại A cách OB tại M, tính độ dài của AM. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, để tính độ dài của AM thì chúng ta cần phải có cái gì nè? Ở đây OA đã có. Em thấy OA chúng ta bằng 1 cm, góc ở đây. AM ở đây. Như vậy vuông ở A. Vuông ở A, góc ở đây thì đây sẽ là gì? Đối này. Cạnh này sẽ là cạnh đối. Vuông ở đây thì chứng tỏ OM sẽ là cạnh huyền, chứng tỏ OE sẽ là cạnh kề. Biết góc, biết kề tính đối thì chúng ta phải sử dụng tan. Nếu mà liên quan tới cạnh huyền á thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là sin với lại cos. Nhưng chỉ có đối với kề thì chúng ta nghĩ ngay tới tan hoặc là cotan, nhưng thông thường chúng ta sử dụng là tan. Như vậy tan ở đây chúng ta cần phải tính gì? Tính AM chính là tan của 60 độ. Tan là bằng đối chữ kề, đối đây AM chia cho AO. Nên từ đây chúng ta suy ra AM sẽ bằng AO nhân cho tan của 60 độ. Như vậy AM này, AO là bằng 1, tan của 60 độ. Đây. Bấm cho em xem. Tan đây. 60 độ đây, phim độ này, căn bằng 2 cụ 3. Những cái dòng máy này thì nó tính ra luôn em, chứng tỏ AM này căn 2 cụ 3 cm xong, rất là đơn giản. Đây cụ D, hiểu không? Xong ha. Rồi, ta sang câu 11. Câu 11 thì liên quan tới ở cái hình 5 ha. Cái hình 5. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Đây, đường tròn tâm O, đường kính AB. M là điểm nằm bên ngoài đường tròn. Gọi C và D lần lượt là giao điểm của MA, MD với đường tròn. Tính ở đây cái góc AMB. AMB người ta tính góc này này. Biết số đo của cái cung CD. Số đo của cung CD là bằng 60 độ.
thằng này bằng 60 độ này. Ha, mục đích ta đi tính cái góc này. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ các em nhìn thầy trên hình thầy hướng dẫn này. Các em nhìn đây nhá. Như vậy để tính được góc này, chúng ta có này, chúng ta sẽ chứng minh được cái góc này sẽ là vuông. Vuông thì bên đây vuông. Tại sao này? Chúng ta có cái tứ giác ABCD, thấy ABCD không? Nó sẽ nối tiếp đường tròn và nhận AB này là gì? Là đường kính. Đây này, nối tiếp đường tròn này và AB này chính là đường kính. Khi nó đã là đường kính thì chúng ta suy ngược lại thì cái góc này sẽ là góc vuông và góc này sẽ là góc vuông. Được đúng không? Góc này là góc vuông này. Đấy. Hiểu chưa? Góc này vuông. Góc này vuông thì chứng tỏ suy ra AC này nó sẽ vuông góc với BM. Được không? AC sẽ vuông góc BM. Có cần thầy trình bày ra không nhỉ? Hay thầy nói không sợ các em không hiểu? Ở đây em đã có là ABCD nối tiếp đường tròn và nhận AB làm đường kính. Nên từ đây chúng ta suy ra cái góc ACB sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Nên từ đây chúng ta suy ra AC sẽ vuông góc với lại BM. Được không? Khi đó thầy sẽ tính ra được cái góc này nè các em này. Các em nhìn nè, cái góc nối tiếp nè. Đây, góc DAC là góc này nè. Góc DAC. Góc DAC là góc nối tiếp thì sẽ bằng nửa số đo của cung. Như vậy thầy sẽ tính ra được cái góc DAC sẽ bằng 1/2 số đo của cung CD. Đúng không? Cung CD đã có nè. Như vậy bằng 1/2 nhân 60 độ thì bằng 30 độ. Như vậy góc này thầy tính ra được 30 độ này. Góc này 30 độ, ở đây vuông thì bên đây cũng sẽ vuông. Vuông thì bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Thì anh đây sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 60 độ. Có hiểu không? Xét cái tam giác ACM vuông tại C ta có gì các em? Vuông tại C thì cái góc AMC cộng với cái góc này là hai góc phụ nhau, MAC sẽ bằng 90 độ. Có MAC này cũng chính là DAC, nó cũng chính là góc A này này. Như vậy từ đây chúng ta suy ra cái góc AMC sẽ bằng 90 độ trừ cho MAC sẽ bằng là 90 độ trừ cho 30 độ thì bằng 60 độ. Như vậy góc AMC chúng ta tính ra bằng 60 độ. Xong. Các em thấy 32 phút không? Tại vì khi thầy quay video là thầy canh được thời gian luôn em. Thầy canh được. Chắc chắn nếu như hồi nãy thầy tắt ra thì thầy biết chắc chắn là một video sẽ tầm khoảng 15 đến 16 phút. Nhưng thầy nhập hai video lại, thầy quay trên một clip, thầy không cắt thì chắc chắn là trên 30 phút. Nên có dài thì chúng ta cũng phải chịu thôi, phải thông cảm nha. Như vậy ở đây là bằng 60 độ. Đây, cục C. Được chưa? Tại sao 60 độ đây? Thầy giải ra đây chi tiết nè. Thấy vậy chứ cũng khó nha. Những bạn mà không có kiến thức cơ bản tốt là những bài này giải không ra đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Ta đi sang câu cúng cui là cuối cùng ha. Gì đây nghe. Cho hai đường tròn tâm O bán kính 2 cm, O phẩy bán kính là 1 cm tiếp xúc nhau. Đây là tiếp xúc trong ha. Đây là tiếp xúc trong đúng không? Tính diện tích phần tô đậm tạo bởi đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy. Được nè. Như vậy thì ở đây, để mà chúng ta tính cái phần tô đậm này nè, nghĩa là cái phần này nè, thì các em chỉ tính giùm thầy diện tích của cái hình tròn này, hình tròn tâm O trừ đi cho diện tích của đường tròn của tâm O phẩy thì ra là ra cái phần tô đậm đây. Cái phần tô đậm là phần này này. Được chưa? Như vậy thì đã có bán kính rồi, thì tính thôi. Như vậy chúng ta có là diện tích của cái đường tròn là tâm O bán kính bằng 2 cm thì sẽ bằng là pi nhân R bình phương là bằng 2 bình phương là bằng 4 pi. Còn S của O phẩy 1 thì bằng pi nhân cho 1 bình phương là bằng pi. Như vậy từ đây diện tích của phần tô đậm tô đậm sẽ bằng là 4 pi. Lấy này trừ này đó, trừ cho pi
thì bằng 3 pi. Được chưa? 3 pi. Đây, cụ C. Ok. Xong nha, xong phần trắc nghiệm đấy. Gần 36 phút thầy sẽ quay lại để em rà soát đối chiếu. Các clip của thầy thì luôn luôn là giải chi tiết. Còn không biết là các em có thích hay không. Còn ở các em nữa. Đây, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, 6, câu 7, câu 8 phía bên kia ha. Thầy cũng hy vọng các em, tất cả mọi người, các em khi học trên kênh của thầy thì đều có kết quả cao ở trong kỳ thi tuyển sinh, để chúng ta có thể đậu vào những cái trường mà chúng ta đã mong muốn chọn, vào những trường công lập có chất lượng tốt, để sau này chúng ta lên chương trình phổ thông ta học tốt hơn ha. Và cũng không nên quá áp lực em nha. Áp lực quá mà đặt chỉ tiêu cao quá thì nó tạo ra áp lực và gánh nặng cho mình, thì khi đó tư tưởng nó cũng rất là mệt. Ta làm như nào để chúng ta cân bằng ha? Cân bằng cái trạng thái. Đây, câu 16 nữa nè. Chúng ta tự giải thầy. Trong clip sau thầy bắt đầu giải phần tự luận em nha. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.